Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 Con Giáp thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày mùng 8 tháng 12 năm canh tí Ngày này là ngày mậu thìn tháng kỵ sửu năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc tư mệnh, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Tị từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trần, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên hình giờ kỵ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc chu tước giờ nhâm tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc bạch hổ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh đại lâm mộc ngày mậu thìn tức can chi tương đồng thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm đại lâm mộc kỵ tuổi nhâm tuất bính tuất ngày thuộc hành mộc khắc với hành thổ, đặc biệt là tuổi, canh ngọ, mậu thân, bính thìn, thuộc hành thổ, không sợ mộc. Ngày thìn, lục hợp với dậu, tam hợp với tí và thân, thành thủy cục, xung với tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá xỉu và tuyệt tuất. Vài tuổi xung khác trong ngày, tuổi canh tuất, bính tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi đinh mùi, ất mùi, về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên mã hay còn gọi là sao lộc mã tốt cho việc xuất hành giao dịch mua bán ký kết hợp đồng cầu tài lộc sao thiên ân tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc sao nguyệt hư xấu đối với việc giá thú mở cửa mở hàng sao băng tiêu ngọa hãm xấu mọi việc, sao hà khôi xấu mọi việc nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao bạch hổ kỵ về an táng, sao sát chủ xấu mọi việc. về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng đông nam, tài thần hướng chính bắc. sau đây mời các bạn đốn xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này nhờ gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp thân tý thìn cho nên vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này có được sự nhanh nhẹn thông minh dội thích nghi trong mọi hoàn cảnh do đó công việc của bạn mệnh tuổi Tý trong ngày hôm nay nhìn chung khá chi là suôn sẻ bạn biết cách để tăng hiệu suất công việc của mình lên tối đa ngày này đối với bạn tuổi Tý, mọi việc tiến triển theo đúng như mong đợi và kế hoạch của bạn đã đặt ra. Tâm trạng của bạn cũng nhờ vậy mà trở nên vô cùng là hứng khởi và rạng rỡ hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Tý, bạn lại đang gặp được ngày có chính Ấn đỏ mệnh, cho nên ngày hôm nay thích hợp để cho bạn mệnh thực hiện các dự án về đầu tư mà bạn mệnh đã ấp ủ bấy lâu nay không phải lúc nào cũng tìm được đối tác đáng tin cậy như vậy. Cho nên, với bạn tuổi tí, đừng có do dự mà chận chừ, kéo lại để vụt mất cơ hội đến với mình. Tuy nhiên, ngày này với bạn tuổi tí, bạn lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc nhắc nhở bạn mệnh tuổi tí cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân mình. Một số dấu hiệu bất thường của cơ thể cũng chính là lời cảnh báo mà bạn không thể xiêm nhẹ được. Vì từ vi tuổi giáp tý thuộc kim, công việc được thuận lợi, theo đúng như kế hoạch mình đã đề ra. Từ vi tuổi bính tý thuộc thủy, biết cách tăng hiệu suất công việc. Từ vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, thích hợp tiến hành các dự án về đầu tư. Từ vi tuổi canh tý thuộc thổ, tinh thần hứng khởi, tạo động lực cho bạn cố gắng hơn. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bất ổn, không nên chủ quan về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 9 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu xanh dương quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn tuổi Thân từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Sửu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất Sửu mùi, cho nên công việc của bà tuổi Sửu trong ngày hôm nay đang có điểm báo gặp nhiều trục trặc nội bộ mâu thuẫn gây ảnh hưởng tới kết quả chung và với bạn tuổi Sửu, bạn cũng đang có điểm báo bị tiểu nhân phá hoại nên cần phải hết sức thận trọng trong từng hành động, lời nói của mình. Bên cạnh đó, trong ngày này đối với bà tụi xỉu, bạn tuổi Sửu, bạn mệnh tốt nhất là không nên tiến hành những kế hoạch như là đầu tư để tránh các rủi ro không đáng có xảy ra với mình. Nếu có dự án đang còn dang dở thì bạn cần phải quan sát để ý sao cho thật sát sao tránh vì một phút lơ là lại để cho hậu quả đáng tiếc xảy ra với mình. Chính tài chiếu mệnh cho thấy trong ngày hôm nay không phải là dấu hiệu tốt cho vận trình tài lộc của bạn. Dù đã tiết kiệm được một khoản kha khá nhưng bạn lại phải chi tiêu một khoản không hề nhỏ trong ngày hôm nay để khắc phục một số vấn đề rắc rối xảy ra. Tuy nhiên, với bà tuổi xỉu, bạn cũng đừng vì thế mà lo lắng. Bạn hãy cứ nghĩ, của đi thay người là được. Tiền đi rồi, tiền sẽ lại về. Bạn hãy cứ chăm chỉ và nỗ lực hết mình, rồi bạn sẽ được đền đáp xứng đáng mà thôi. Về từ vi tuổi ất sửu thuộc kim, công việc trục trặc, nội bộ mâu thuẫn từ vi tuổi đinh sửu thuộc thủy đề phòng tiểu nhân nhiễm đá giấu tay từ vi tuổi kỷ sửu thuộc hỏa tài lộc không có khởi sắc phải chi tiêu một khoản khá lớn ngoài ý muốn từ vi tuổi tân sửu thuộc thổ không nên tiến hành các đầu tư về tài chính từ vi tuổi quý sửu thuộc mộc không nên thất vọng chán nản khi gặp khó khăn vài đánh giá của bạn tự Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu, tuổi Tý. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dần cho Chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này Đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi dần có thêm phần sáng suốt Và quyết đoán hơn trong ngày hôm nay Bởi vì bạn đang phải đứng trước các lựa chọn mang tính quyết định Bạn tuổi dần hiểu rằng mục đích của mình là gì và sẽ không để mất thêm thời gian với mình để rua dự nữa. Những dấu hiệu tích cực cho thấy với bạn tuổi dần đang đi đúng hướng và cần phải phát huy năng lực của bản thân mình một cách mạnh mẽ hơn nữa. Bạn đừng có sợ sai vì những sai sót mới có thể giúp cho chúng ta trưởng thành hơn và có thêm kinh nghiệm quý báu cho sau này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có màu khác với thổ, nhắc nhở bạn mệnh tuổi dần cần phải dành thêm thời gian quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Những khúc mắc giữa vợ chồng, bố mẹ và con cái là điều hết sức bình thường. Vì vậy, bạn cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình để mọi người hiểu được nhau hơn. Nhưng cái điều quan trọng là với bạn tuổi dần phải tìm cách giải quyết càng sớm càng tốt. Trốn tránh chỉ khiến cho tình trạng càng thêm căng thẳng và khiến cho tình cảm gia đình càng thêm phần rạn nứt. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy có được sự quyết đoán khi đứng trước lựa chọn quan trọng tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa hiểu rõ mục tiêu của bản thân và nỗ lực để đạt được tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ cần phải phát huy năng lực của bản thân mạnh mẽ hơn nữa tử vi tuổi canh dần thuộc mộc không nên lạng tránh các vấn đề mâu thuẫn trong gia đình. Từ vi tuổi nhâm dần thuộc kim, đừng có sợ sai dũng cảm bước đi thì mới có thể tiến xa hơn được. Và đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi Mão thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Mão cho chúng ta thấy là với bà tuổi Mão trong ngày này do chịu ảnh hưởng của cục diện ngộ hành thìn Mão tương hại cho nên các chuyện tình cảm vợ chồng của bà tuổi Mão trong ngày hôm nay đang có dấu hiệu rạn nứt do những hiểu lầm liên minh không tháo gỡ kịp thời và với bà tuổi mão không muốn chuyện bé xé ra to nhưng thái độ bất hợp tác của nửa kia dường như đang thử thách giới hạn sự chịu đựng của bạn với bà tuổi mão ngày càng cảm thấy thất vọng và mất dần đi sự kiên nhẫn để hàn gắn tình cảm khi tình trạng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt cứ diễn ra như thế này không chỉ về phương diện tình cảm, công việc của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay cũng đang có điểm báo gặp nhiều trục trặc khiến cho bạn cảm thấy rất mệt mỏi do sự xuất hiện của kiếp tài chiếu mệnh gây ra. Với bạn tuổi Mão cũng có thể vướng phải những vụ tranh quyền đoạt lợi, mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc là bạn bè của mình nữa. Và với bạn tuổi Mão dường như bạn đang cảm thấy mình không được ai tin tưởng và ủng hộ. Tuy nhiên, điều bạn cần làm bây giờ là dành thời gian xem xét lại chính mình thay vì cứ ủ rũ như vậy. Có thể bạn đã làm sai ở một giai đoạn nào đó mà chưa nhận ra mà thôi. Về từ vi tuổi ất mão thuộc thủy công việc phát triển tốt đẹp. Từ vi tuổi đinh mão thuộc hỏa khắc phục khó khăn trước mắt. Từ vi tuổi kỷ mão thuộc thổ quý nhân phù trợ có định hướng trong tương lai. Từ vi tuổi tân mão thuộc mộc quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Từ vi tuổi quý mão thuộc kim chủ động làm hòa với vợ hoặc là chồng của mình. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi, tuổi tốt. Từ vi tuổi Thìn thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Thìn ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày hôm nay đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình, cái điều này chính là nguyên nhân gây ra sự cố chấp, bạo thụ của bạn. Và dù là với bà tuổi Thìn có khả năng làm việc độc lập, luôn tự đặt ra những nguyên tắc cho riêng mình, nhưng khi cần làm việc theo nhóm, bạn có xu hướng tỏa ra khá chi là khó chịu khi phải phối hợp với người khác trong ngày hôm nay. Chính nhờ năng lực cá nhân đã mang đến cho bà tuổi thìn có những thành tiệu đáng nể trong công việc, song thói độc đoán, sẵn sàng đối đầu trực tiếp với những ai có ý kiến trái ngược chiều với mình là điều khiến cho bạn mất điểm nghiêm trọng trong mắt đồng nghiệp và cấp trên nữa. Với bà tuổi thìn, tâm tính thay đổi, mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp là điều cần thiết mà bạn cần phải thực hiện ngay nếu như muốn tín xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng nhắc nhở bạn tuổi thìn cần phải chú ý đến chế độ ăn uống của mình. Bạn nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước, hạn chế chất biếu và đồ kích thích để tránh các bệnh về dạ dày, về đường tiêu hóa với mình. Vài tử vi tuổi giáp thìn thuộc hỏa không muốn phối hợp làm việc nhóm, tử vi tuổi bính thìn thuộc thổ trở nên cố chấp bạo thủ, không nghe lời khuyên của người khác, tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mộc, tính cách độc đoán, kìm hạm bước phát triển của bạn. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc kim, nên thay đổi tâm tính, mở rộng mối quan hệ với đồng nghiệp. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc thủy, cần xây dựng, chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 4, số 9, giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu đất, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi tỵ thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với ba tuổi tỵ ạ cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh cho thấy với bà tuổi tỵ đang có được báo hiệu phúc lộc được dồi dào làm ăn thu được lợi lớn đặc biệt là đối với những bạn làm nghề tự do có thể thu được lời lại rất lớn trong ngày hôm nay với bà tuổi tỵ bạn đang có được cơ hội kiếm tiền ngay trước mắt chỉ chờ đưa tay nắm bắt là sẽ có thể thay đổi được vận mệnh của cuộc đời mình nhưng cơ hội quý giá cũng kèm theo không ít rủi ro. Bạn tuổi tỵ nên cẩn thận khi nhìn nhận vấn đề để không thua lỗ một cách đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cho thấy cái chuyện tình cảm của bạn cũng đang có những dấu hiệu được khởi sắc. Đối với những bạn đang quản độc thân thì có được cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình cảm mến đã lâu. Còn đối với những bạn đã lập gia đình rồi để giữ được ngọn lửa của hôn nhân bạn cần phải thường xuyên hâm nóng tình yêu chứ đừng chỉ chờ tới một dịp đặc biệt nào đó mới thể hiện cảm xúc của bản thân mình. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc họ có lộc phát tài kinh doanh buôn bán trong ngày hôm nay tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ cơ hội kiếm tiền ở ngay trước mắt đừng có bỏ lỡ tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc cẩn thận với những rủi ro tiềm ẩn từ vi tuổi tan tỵ thuộc kim vận trình tình cảm có nhiều khở sắc đôi lứa hòa hợp từ vi tuổi quý tỵ thuộc tủy nên hâm nóng tình cảm kịp thời chứ đừng có chờ đợi một dịp đặc biệt vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1 số 5, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dậu, tuổi Thân. Từ vi tuổi Ngọ, thứ tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi ngọ trở nên hoài nghi về năng lực của bản thân mình khi liên tục đạt những kết quả không như mong đợi với bạn tuổi ngọ bạn cảm thấy mình đã nỗ lực rất chi là nhiều nhưng không hiểu tại sao mọi việc lại chẳng được như ý muốn những lúc như vậy với bạn tuổi ngọ dễ trở nên nóng nảy và có phần hấp tấp chứng minh năng lực của mình nhưng bạn càng vội vàng thì lại càng dễ dẫn đến sai sót và tốt nhất là bạn hãy rèn luyện cho mình tiếng kiên nhẫn bình ổn để có thể đương đầu với mọi sóng gió Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tử ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng, mang đến nguồn động lực tuyệt vời cho bà tử ngọ từ chính gia đình của mình. Mỗi khi bạn cảm thấy mệt mỏi, đều được những người thân yêu động viên và tiếp thêm sức mạnh cho bạn, bạn vô cùng hạnh phúc về điều đó. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tử ngọ, hôm nay là ngày tốt để cho bạn thực hiện những dự định của mình. Nếu như ký kế kết hợp đồng hay là tổ chức yến tiệc hay là làm ăn kinh tế đưa ra những quyết định về đầu tư, kinh doanh, chắc chắn bạn sẽ thu được lợi ích trong tương lai với mình. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc kim hoài nghi về năng lực của bản thân mình. Từ vi tuổi bính ngọ, thuộc thủy, dù nỗ lực nhưng không thu được kết quả như mong đợi. Từ vi tuổi mậu ngọ, thuộc hỏa, vội vàng muốn chứng minh năng lực nhưng lại gây ra nhiều sai sót. Từ vi tuổi canh ngọ, thuộc thổ, gia đình là chỗ dựa tinh thần và động lực để cho bạn cố gắng. Từ vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mộc, đối với những bạn làm kinh tế, thích hợp, ký kết hợp đồng, đầu tư. Về đánh giá của bạn tử ngọ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu tím, màu hồng, quý nhân phụ trợ tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi mùi ạ. Cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi. Cho nên với bà tuổi mùi đang có điểm báo, đang có những mâu thuẫn với đồng nghiệp vì một số bất đồng quan điểm giữa hai bên. Cả hai đang có cái nhìn trái chiều về một vấn đề và ai cũng khăng khăng giữ quan điểm của mình. Sự thỏa hiệp là điều vô cùng cần thiết khi làm việc trong môi trường tập thể. Tuy nhiên, bảo vệ chính kín của bản thân mình cũng sẽ giúp cho bạn xây dựng được hình ảnh là một người có trụ kín trong mắt mọi người nữa. Nếu thấy vấn đề khó giải quyết quá thì với bạn tuổi mùi có thể nhờ tới sự phân giải của người thứ ba. Đôi khi có những vấn đề người ngoài có cái nhìn thông thoáng hơn là người trong cuộc. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ ba này đối với bạn tuổi mùi, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài, chiếu mệnh, có thể đem đến cho bạn tuổi mùi, có được tương lai rực rỡ hơn nếu như bạn biết cải thiện năng lực tập trung cho công việc của mình. Bạn vốn là người có tài, vì thế hãy xác định những mục tiêu tham vọng hơn từ bây giờ đi. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc kim, mau thuận với đồng nghiệp Do bất đồng quan điểm Từ vi tuổi đinh mùi thuộc thủy Không biết nên thỏa hiệp Hay là giữ chính kiến riêng của mình Từ vi tuổi kỵ mùi thuộc họ Cần phải cải thiện năng lực tập trung cho công việc Từ vi tuổi tân mùi thuộc thổ Hãy đặt ra những đích đến tham vọng hơn Từ vi tuổi quý mùi thuộc mộc Đừng có vội hài lòng với những gì Mình đang đạt được ở hiện tại Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này Sự nghiệp 3 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Hợi, tuổi Ngọ. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi thân đó, Chua cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn phù trợ, cho nên với bạn tuổi thân đang có một tinh thần hăng hái và nhiệt tình trong mọi công việc. Dù công việc có khó khăn đến đâu đi chăng nữa, chỉ với bà tuổi thân vẫn sẵn sàng kiên nhận thực hiện tới cùng. Vốn là người luôn nghĩ cho người khác, bà tuổi thân cũng sẵn sàng giúp đỡ khi thấy ai đó gặp khó khăn nữa. Tuy nhiên, với bà tuổi thân, bạn lại có chút nóng vội, mong ngóng kết quả sớm và bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trước khi đưa ra quyết định và đặc biệt là đừng có dễ dàng từ bỏ ngay khi vừa mới gặp khó khăn, nếu không bạn khó có thể phát triển được bền vững. Và hôm nay với bà tuổi thân cũng đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, đây là dấu hiệu nhắc nhở bạn mệnh tuổi thân nên thận trọng. Bởi đang có kẻ tiểu nhân nhòm ngó Sẽ ngáng chân bạn bất cứ lúc nào Để cướp lấy vị trí của bạn đang có nữa và trong ngày này đối với bà tuổi thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cho dù công việc của bạn có bận rộn đến mấy đi chăng nữa, bạn cũng cần phải thường xuyên rèn luyện thân thể của mình để có một cơ thể khỏe mạnh hơn. Cứ ngồi lì một chỗ rồi cặm cụi với cái máy tính, ngày này qua ngày khác chỉ khiến cho cơ thể của bạn trì trệ và mắc nhiều căn bệnh hơn, đặc biệt là về xương khớp mà thôi. Về tử vi tuổi giáp thân, thuộc thủy, tinh thần làm việc hăng hái, nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Tử vi tuổi bính thân, thuộc họ, đôi khi hơi nóng vội, khi chưa thấy kết quả như mong đợi. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc thổ, dễ dàng từ bỏ, sẽ không bao giờ thành công. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mộc, cẩn thận, bị kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc kim, nên rèn luyện thân thể thường xuyên hơn về đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 3 sao tình cảm 4 sao con số may mắn số 4 số 9 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ màu sắc cá tường màu bạch kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi Tý tuổi Thìn tuổi Tỵ Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này đang gặp được ngày có ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp, cho nên với bà tuổi Dậu luôn biết cách lập kế hoạch phát triển rõ ràng cho những mục tiêu trong tương lai của mình. Nhờ vậy mà với bà tuổi Dậu luôn gây được ấn tượng là một người chững chạc chính chắn trong mọi việc bạn làm cũng nhờ những ưu điểm đó với bạn tuổi dậu mà trong các mối quan hệ làm ăn bạn tuổi dậu dễ chiếm được lòng tin của đối tác để cho công việc hợp tác luôn được thuận lợi suôn sẻ hai bên có sự tin cậy lẫn nhau nên luôn đồng tâm hiệp lực để đôi bên cùng có lợi bên cạnh đó trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bạn tuổi dậu cũng đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy đối với những ai đang làm công việc bàn giấy trong ngày hôm nay sẽ có được cơ hội thăng quan tiến chức nhanh chóng nếu như bạn biết chấp được thời cơ thể hiện điểm mạnh của bản thân mình. Bạn sẽ nhận được sự khâm phục của đồng nghiệp và được cấp trên đánh giá rất chi là cao nữa. Và ngày này với bạn tuổi dậu lại không nên xuất hành đi xa nếu như có công việc cần thiết nhất định phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần, hướng chính bắc để hạn chế những rủi ro xảy ra với mình. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy biết cách lập kế hoạch phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa gây được ấn tượng tốt trong mắt đồng nghiệp. Tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ quan hệ làm ăn tốt đẹp, đối tác tin cậy. Tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc đối với những bạn làm công việc ở bàn giấy, cơ hội thăng quan tiến chức đến gần. Từ vi tuổi quý dậu thuộc kim không nên tiến hành các công việc trọng đại hay là xuất hành đi xa trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Từ vi tuổi Tuất thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ tư này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngộ hành tứ hình sông thìn Tuất xịu mùi cho thấy công việc của bạn tuổi Tuất trong ngày hôm nay đang có điểm báo gặp nhiều trở ngại việc đầu tư kinh doanh với bạn không được máy xun xỉa thời điểm như vậy bản mệnh tuổi Tuất càng cần phải thể hiện được bản lĩnh vững vàng trước mọi sóng gió của mình trở nên hấp tấp quyết định sai và ngày này đối với bà tuổi Tuất nếu như làm sai điều gì thì bạn nên dụng cảm đứng ra nhận lỗi về mình và thể hiện thái độ tích cực, tìm cách khắc phục. Đừng có bao giờ viện cớ để bao biện hay là đẩy lùi, đổ tội, đổ trách nhiệm cho người khác. Việc đó sẽ không có lợi cho quân đường thăng tín của bạn về sau này. Ở công ty đã đủ bọn bè công việc về tới nhà lại phải đối mặt với sự ghen tuông vô lý của bạn đời và bà tuổi Tuất bạn càng cảm thấy thất vọng với những suy đoán vô căn cứ của đối phương lúc này bạn tuổi tuất chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ chẳng muốn cố gắng gì nữa hiểu nhầm sai do sự thiếu tin tưởng của hai bên dành cho nhau có thể những hành động gần đây của bạn đã khiến cho đối phương hiểu nhầm và không có cảm giác an toàn cho nên mới sự sự như vậy với bạn tuổi tuất bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với nhau xem sao vài tử vi tuổi giáp tuất thuộc hỏa, công việc nhiều trở ngại, việc đầu tư không thuận lợi. Từ vi tuổi bính tuất thuộc thổ, cần phải dũng cảm nhận lỗi khi sai, chớ nên đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc, tình cảm gặp trục trặc, đôi bên không có sự thấu hiểu lẫn nhau. Từ vi tuổi canh tuất thuộc kim, chớ có vội vàng đưa ra quyết định khi đang thiếu sự bình tĩnh. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy thất vọng với những suy đoán ghen tuông vô lý của bạn đời. Về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi mão. từ vi tuổi Hợi thứ tư ngày 20 tháng 1 năm 2021 Xem tử vi ngày thứ tư này đối với ba tuổi Hợi cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Hợi trong ngày này đang gặp ngày có thiên ấn chiếu mệnh cho nên với bạn tuổi Hợi có thể gặp một vài khó khăn khi phải thể hiện tình cảm của mình bạn tuổi Hợi bạn không biết cách nói sao để cho đối phương có thể cảm nhận được tình yêu và sự quan tâm mà mình dành cho người ấy. Cho dù vậy thì với bà tuổi hợi cũng đừng có vội nạn trí, biết đâu đối phương đã sớm cảm nhận được tình cảm chân thành của bạn và cảm thấy biểu cảm ấp úng của bạn trong ngày hôm nay là vô cùng dễ thương. Đôi khi thể hiện tình yêu bằng hành động lại có sức truyền tải tốt hơn là những câu nói. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ tư này đối với bà tuổi Hợi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, trái ngược với phương diện tình cảm của bạn thì công việc của bạn lại không được suôn sẻ như vậy. Với bạn tuổi Hợi đang có kẻ muốn tiếp cận bạn, đang có ý đồ xấu và bạn tuổi Hợi không hề hay biết, quan nhiệt tình giúp đỡ lại, bạn cần phải cảnh giác với những lời đường mật ở bên tai. Ngày này với bà tuổi hợi, những gia đình có thai phụ lại không nên dịch chuyển về vị trí đồ đạc hay là tiến hành những công việc sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất hợi thuộc họ không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ khi ngôn ngữ không thể diễn đạt, bạn có thể thay bằng hành động yêu thương tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc công việc phải đối mặt với một số vấn đề tử vi tuổi tân hợi thuộc kim nên đề phòng trước những lời đường mật tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy không nên di chuyển đồ đạc sửa chữa những vị trí trong nhà phòng ngủ về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 3 sao sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mão, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.